Học giờ Úc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam trên BBC. Thành Nam. Gần đây, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà khoa học Úc, giáo sư Benedict J. Corvelius đã gửi đến BBC tiếng Việt bài viết tự đề Việt Nam, Đảng Cộng sản tồn tại nhờ điều chỉnh và thay đổi. Mở đầu bài viết, ông bình luận: Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tháng 2 năm 2020 Đảng đã tồn tại lâu hơn nhiều người tưởng, đặc biệt là đối với đối thủ chính trị, quân sự, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong 30 năm chiến tranh Việt Nam 1945-1975. Trong các chính thể cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, cuối năm 1980, đầu năm 1990, nhiều nhà bình luận và phân tích dự kiến các chính thể cộng sản còn lại, đặc biệt tại Việt Nam, cũng sẽ sớm tan rã, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển. Hiện nay, Đảng Cộng sản vẫn là đảng chính trị duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam. Theo ông, một trong những lý do quan trọng Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại lâu dài là giới chức đã thường điều chỉnh, thậm chí thay đổi về căn bản các chính sách lớn khi gặp những kháng cự của công dân trong nước. Có thể nói, sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhờ giới chức lãnh đạo đã xoay gần 180 độ đường lối chính trị, định hướng lãnh đạo quốc gia. Từ đầu thập niên 1990, kinh tế chính trị đất nước đã được định hướng theo hướng thị trường, thay thế hệ thống kinh tế do nhà nước chỉ đạo, nông nghiệp gia đình thay thế nông nghiệp tập thể và các doanh nghiệp nhà nước không còn thống trị sản xuất và dịch vụ. Mà phần lớn hiện do doanh nghiệp tư nhân trong nước và công ty nước ngoài làm. Trên lĩnh vực truyền thông, từ bên ngoài kiểm soát hồi thập niên 1970, 80 đã chuyển hóa từ chẳng có gì đến nay thì vô số đài báo hoạt động. Hiện nay, nhiều người Việt dễ dàng tiếp cận radio, truyền hình quốc tế và đọc qua mạng, bao gồm báo chí, ấn phẩm toàn cầu. Sự phát triển của mobile phone, internet, mạng Facebook phát triển rất nhanh. Ở Việt Nam, ngày nay, dù là phụ nữ hay đàn ông, già hay trẻ, nông thôn hay thành thị, tất cả đều có thể có những phương tiện sẵn sàng và rẻ tiền như điện thoại, blog, website với hình ảnh, video để bày tỏ cảm xúc, thông báo biểu tình, những kiến nghị, thư ngỏ, khiếu nại để bày tỏ quan điểm. Những xung đột về đất đai, chính quyền dùng công an trục xuất dân chúng khi tranh chấp kéo dài nhiều năm và dùng công an giải tán các cuộc biểu tình lớn. Với các biểu tình chống Trung Quốc, chính quyền chỉ đe dọa và chỉ sử dụng vũ lực khi biểu tình kéo dài trong suốt nhiều tuần và khi đe dọa lan ra toàn quốc khi có lệnh cấm. Với những người cổ vũ dân chủ hóa, giới chức thường áp dụng các biện pháp đe dọa hoặc án tù ngắn hạn nhiều người đối kháng đã bị đi tù, nhưng không phải tất cả ai cổ vũ dân chủ hóa đều bị tống giam. Giới chức thường để yên cho những người chỉ trích là người già đã phục vụ quân đội, làm cho chính phủ có quan hệ cá nhân với quan chức hoặc cổ vũ cách tiếp cận dân chủ hóa không đối đầu. Gần đây, chính thể Cộng sản Việt Nam đã đàn áp bất thường những người nông dân phản đối việc lấy đất. Vào ngày 9 tháng 1 năm nay, chính quyền đã dùng bạo lực đưa công an vũ trang và lực lượng khác có vẻ đông hơn ngàn quân vào xã Đồng Thâm cách xã Hà Nội 40 cây số, không rõ vì sao chính quyền Hà Nội lại quyết định từ bỏ việc thương lượng đang diễn ra. Bài viết của giáo sư Benedict Zaychia Kovelius đã công phu, thiết nghĩ ông viết bài này không nhằm xu nịnh Việt Nam mà cố gắng tiếp cận khách quan, toàn diện về quan điểm và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, ông chỉ dựa trên những cảm quan và từ những thông tin trên Internet, mạng xã hội, trong đó có không ít những thông tin xuyên tạc sự thật của những kẻ chống phá, kỳ thị với Việt Nam chẳng hạn, vụ Đồng Tâm không có chuyện chính quyền đàn áp người dân mà chỉ chấn áp những kẻ lợi dụng việc đòi đất, đòi vũ khí như lựu đạn, bom xăng để gây rối, cản trở quân đội xây dựng sân bay quân sự, bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, có thể nói hiếm có một tác giả nước ngoài nào, nhất là từ một nước tư bản chủ nghĩa, lại đưa ra một nhận xét ngắn gọn, sắc sảo như giáo sư Benedict J. Kevillis